Xin chào tất cả các bạn, mình là Trường Alex, huấn luyện viên tại trung tâm Kickfit Sport Việt Nam. Tiếp tục với series hướng dẫn bộ môn Muay Thái, hôm nay chúng ta sẽ đến với đòn chọc thứ hai và các bạn cùng tìm hiểu với mình nhé. Đến với kỹ thuật số 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là kỹ thuật trở lên. Và lên ở đây chúng ta sẽ hình dung là chúng ta tươi thu, sau đó chúng ta đánh lên đó. Cơ bản nhất chúng ta gọi là trở lên, elbow up. Và với kỹ thuật thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với kỹ thuật nhé. Rồi, với tư thế thủ cơ bản, đầu tiên chúng ta vẫn đứng hai chân sang hai bên. Đó, mũi hai chân hướng sang bên phải, tạo tư thế cơ bản. Thứ hai, chân phải kiễng, hai chân hơi trùng xuống, tạo lò xo để chúng ta dễ dàng di chuyển, bật nhảy. Ok, đó, các bạn lưu ý, đây là một số lưu ý nhỏ. Đó, hai chân chúng ta không được thẳng này. Đó, ok chưa? Và thứ hai là không quá sâu với tư thế thủ của chúng ta. Tiếp theo, tương tự chúng ta sẽ sử dụng với tay, hai tay vẫn mở với tư thế đòn chọc ngang và tay phải với má, tay trái cách mặt từ 15 đến 20 cm. Với thế này cằm hơi cúi, mắt hơi nhìn, ok chưa? Đây là tư thế thủ cơ bản của môn Muay Thái. Rồi khi chúng ta thực hiện động tác, chúng ta sử dụng 3 bước, 4 bước cơ bản như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xoay chân này. Đó, xoay chân để tạo đà từ dưới đất, lực dưới đất lên. Thứ hai xoay hông. Thứ ba xoay bả vai và chúng ta đánh lên. Ok, rồi 1 2 3. Ok, các bạn lưu ý này, một số lưu ý nhỏ. Thứ nhất là tay chúng ta vẫn áp sát về gần má, chúng ta có thể bẻ thủ tương tự với tay trái, tay phải cũng bẻ thủ, chúng ta không được nhấc tay quá lên như này. Ok chưa? Rồi, và thứ hai, thứ ba là chúng ta không được nhấc trỏ quá cao. Đó, quá cao sẽ chúng ta ở phần xương hông rất là nhiều. Đó, để đối phương rất dễ tấn công ra. Rồi, như bài hôm trước đối chọi ngang, khi chúng ta đánh ngang này, rồi còn nhiều bạn thắc mắc là vì sao chúng ta đánh ngang, nếu mà những người cao hơn thì sao? Đó, cao hơn chúng ta sẽ đánh vào vai, đúng không? Rồi khi mà những người cao hơn chúng ta sẽ dựng trở lên như mình nhá. Rồi đối với những người cao hơn mình thì điểm tiếp xúc của đòn đánh sẽ là ở đây là trỏ, ở giữa vẫn là trỏ thôi, phần cứng nhất. Thứ hai là điểm tiếp xúc phần đối phương, chúng ta sẽ tiếp xúc phần cằm. Đó, cằm thì chúng ta sẽ tấn công khi nào? Khi đối phương áp sát chúng ta. Đó, khi đối phương áp sát chúng ta, ghì chặt, ôm chặt cổ chúng ta thì tay chúng ta chỉ cần xoay chân, xoay hông và nhấc thẳng lên thôi. Đó, phần cằm của đối phương đã bị tấn công. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ hoàn thành kỹ thuật động tác nhé. Rồi, chúng ta hoàn thành lại là có 4 bước cơ bản thôi. Rồi, xoay chân này, bước 1, xoay chân. Bước 2, xoay hông. Bước 3, đẩy tay. Bước 4, về vị trí ban đầu. Ok, lại nhé. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, tương tự với bên trái này. 1 2 3 4 1 2 3 4 lần cuối nhá. 1 2 3 4. Ok. Với kỹ thuật này chúng ta khi đối phương ở xa với khoảng cách, giữ khoảng cách chúng ta ở xa. Rồi, tương tự như là chỏ ngang hôm trước chúng ta đã tập luyện thì chúng ta có thể bước vào đối với chân trái thì ta bước sát bước từ 20 cm tùy theo khoảng cách đối phương chúng ta. Đó, bước lên này, 1 lắc về, 1 lắc về, 1 lắc về. Ok, tương tự cái phải ta sẽ bước chân trái lên, ta xoay chân này để kéo chân sau về lên, lắc lên về, tương tự lắc lên về. Các bạn lưu ý xoay chân xoay hông vừa xoay tay nhé, lực từ dưới lên trên sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ kết hợp kỹ thuật này nhanh hơn nhé. Rồi bên trái 3 lần, 1 đấy, xoay chân lắc hông, xoay chân lắc hông. Ok, tương tự bên phải. Ok, úp bỏ lại ngang này, xoay chân lắc hông, úp úp úp. Các bạn thấy chân mình xoay không? Lực ở dưới lên rất là mạnh và lỏng, khiến cho chúng ta không phải sử dụng sức quá nhiều.
rồi tương tự bên phải, ấp ấp ấp. Ok, rồi khi chúng ta sử dụng thuần thục kỹ thuật này rồi thì bả vai chúng ta thực sự rất là lỏng đó. Và thứ hai là kết hợp linh hoạt giữa chân, hông và vai tay, các khiến nó đánh chúng ta linh hoạt và nhẹ hơn rất là nhiều, chúng ta không tốn quá nhiều sức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với xa đao nhé. Rồi ấp chúng ta sẽ kết hợp giữa đòn trỏ ngang và đòn trỏ lên như mình nhé. Đó. Mỗi ngày chúng ta sẽ đánh trỏ. Và vừa ôn tập vừa đánh trỏ, nhất vừa có thể cải thiện thể lực, thứ hai vừa tạo sự thói quen cho đòn này. Ok, rồi khi chúng ta tập luyện từ kỹ thuật này thì phần bả vai và bàn tay sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ tập luyện một bài tập hỗ trợ sau đây nhé. Ok, đầu tiên và thực hiện chúng ta sẽ với tư thế chống đẩy cơ bản đó, chúng ta sẽ tập phần vai tay nhé. Hạ khuỷu tay xuống này đó, rồi lên đầu và thực hiện từ 20 đến 30 cái, có thể là 3 đến 4 tổ nhé. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mệt quá các bạn. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng tìm hiểu đồ đánh trỏ lên, elbow up. Đó, đối với kỹ thuật đòn đánh trỏ lên, các bạn đã được tìm hiểu qua video của mình vừa xong. Với những kỹ thuật cơ bản và những bài tập hỗ trợ, các bạn hoàn toàn có thể tập luyện tại nhà và có thể duy trì nó tạo phản xạ tự nhiên vô điều kiện, cũng như là duy trì thể lực, thể trạng có cơ điện tốt nhất. Và nếu các bạn chưa hiểu về các bài tập hay nội dung bài tập trong video của mình, các bạn hãy comment bên dưới đó, hoặc là comment cũng ý kiến để xây dựng để sau video xong mình có thể ra tốt hơn, hoặc là mong muốn như nào về video, các bạn có thể nói để mình có thể là xây dựng một cộng đồng để làm sao chúng ta có thể tập luyện với nhau một cách đơn giản nhất. Rồi video mình sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem, các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ mình nhé. Thank you, bye bye.